Trong mắt các nghị sĩ dân chủ, Kevin McCarthy là một lãnh đạo không đáng tin, thường thất hứa và không xứng đáng với vai trò dẫn dắt Hạ viện. Việc ông bị phế truất phản ánh những thách thức trong việc lãnh đạo Đảng Cộng Hòa đang đầy mâu thuẫn nội bộ. Để ngồi vào ghế Chủ tịch Hạ viện Mỹ vào tháng 1, ông McCarthy đã phải xuống nước trước một nhóm nghị sĩ cứng rắn cùng thuộc Đảng Cộng Hòa. Cụ thể, ông đồng ý với việc cho phép mọi nghị sĩ có quyền yêu cầu Hạ viện bỏ phiếu bãi nhiệm Chủ tịch. Vào ngày 3 tháng 10, một hạ nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Matt Gaetz đã kích hoạt quyền đó và bãi nhiệm thành công ông McCarthy với sự giúp đỡ của Đảng Dân Chủ. Trong 9 tháng qua, ông McCarthy đã cố gắng bám trụ bằng nhiều lần thỏa hiệp với nhóm nghị sĩ cực hữu trong nội bộ Đảng Cộng Hòa. Ông đồng ý mở cuộc điều tra luận tội Tổng thống Joe Biden. Ông cũng rút khỏi thỏa thuận chi tiêu nâng trần nợ đã nhất trí với Đảng Dân Chủ hồi đầu năm. Ông đã để nhóm nghị sĩ bảo thủ đưa các điều khoản theo thiên hướng cánh hữu vào dự luật chi tiêu và những dự luật khác. Mọi nỗ lực của ông cuối cùng đều vô ích khi Chủ tịch Hạ viện McCarthy phải nhờ đến Đảng Dân Chủ vào cuối tuần trước để thông qua luật tạm thời ngăn chính phủ Mỹ đóng cửa, số phận của ông đã được định đoạt. Mâu thuẫn nội tại trong Đảng Cộng Hòa. Khi tới giờ bỏ phiếu hôm 3 tháng 10, toàn bộ 208 hạ nghị sĩ Đảng Dân Chủ đều bỏ phiếu bãi nhiệm ông McCarthy. Vì Đảng Cộng Hòa đang nắm thế đa số tại Hạ viện, ông McCarthy có lẽ đã giữ được ghế nếu toàn bộ 218 hạ nghị sĩ Cộng Hòa cùng bỏ phiếu chống. Nhưng 8 nghị sĩ Cộng Hòa đã quay lưng với vị Chủ tịch Hạ viện. Mấu chốt đằng sau việc ông McCarthy mất chức nằm ở mâu thuẫn nội bộ Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, giữa một bên là nhóm thiểu số muốn thay đổi hệ thống và một bên đa số muốn giữ nguyên trạng. Phần lớn hạ nghị sĩ Cộng Hòa cho rằng họ cần phải giảm kỳ vọng về các mục tiêu lập pháp tại thời điểm Đảng Cộng Hòa chỉ chiếm đa số xích sao tại Hạ viện, trong khi cả Nhà Trắng và Thượng viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát. Tuy nhiên, phía thiểu số muốn tỏ thái độ cứng rắn và không thỏa hiệp. Ông Kevin McCarthy đã làm phật lòng những người theo đường lối cứng rắn trong chính Đảng Cộng Hòa của ông và cả các đảng viên Dân Chủ cùng Nhà Trắng. Nhóm đa số ghi nhận ông McCarthy đã cố gắng khôi phục trật tự khi ông McCarthy thỏa hiệp với Đảng Dân Chủ để đạt thỏa thuận giới hạn trần nợ và thông qua dự thảo chi tiêu tạm thời đạo luật khiến ông lọt vào tầm ngắm của ông Gaetz. Những người ủng hộ cho rằng ông McCarthy đã làm điều đúng đắn. Ông ấy đã làm những gì mà một chủ tịch hạ viện phải làm. Hạ nghị sĩ Tom Cole thuộc Đảng Cộng Hòa và là đồng minh của ông McCarthy cho biết ông ấy cho thấy hạ viện có thể hoạt động trong thời điểm khủng hoảng. Và cuối cùng, tôi nghĩ ông ấy đã làm điều đúng đắn cho đảng của chúng tôi. Nhưng hạ nghị sĩ Gaetz, người dẫn đầu vụ bãi nhiệm, cho rằng nếu Đảng Cộng Hòa không vạch ra lập trường cứng rắn hơn, họ sẽ không thay đổi được gì và không thể thúc đẩy các ưu tiên chính sách của mình như yêu cầu cắt giảm mạnh chi tiêu chính phủ và siết an ninh biên giới. Điều này thể hiện rằng có một nhóm hạ nghị sĩ Cộng Hòa có thể không chịu thỏa hiệp ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với các hệ quả nhãn tiền như việc chính phủ Mỹ đóng cửa. Hiện vẫn chưa rõ ai có thể giành đủ sự ủng hộ để kế nhiệm ông McCarthy, người đã nói sẽ không tiếp tục tái tranh cử Chủ tịch Hạ viện. Nhưng bất kể đó là ai, họ cũng sẽ phải thừa kế thách thức của ông McCarthy kiểm soát được nhóm thiểu số cứng rắn trong đảng. Ngày hôm nay một phần là kết quả của việc Đảng Cộng Hòa cố nhường nhịn một nhóm nhỏ thành viên Đảng Cộng Hòa MAGA cực đoan, những người sẽ không thỏa mãn với bất kỳ sự thỏa hiệp khả dĩ nào trong bối cảnh chính trị hiện nay, hạ nghị sĩ Steny Hoyer của Đảng Dân Chủ nói. Không được lòng Đảng Dân Chủ. Cuối tuần qua, khi nghị sĩ Cộng Hòa Matt Gaetz tuyên bố sẽ thúc đẩy kiến nghị bãi nhiệm Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, nhiều người đã dự đoán một số thành viên Đảng Dân Chủ sẽ ra tay cứu ông khỏi tình cảnh trở thành lãnh đạo Hạ viện đầu tiên bị lật đổ trong lịch sử Mỹ. Đó là kết quả có thể xảy ra, ông Gaetz nói với phóng viên trước giờ bỏ phiếu. Những tin đồn này có cơ sở bởi phe Dân Chủ trước đó đã đồng lòng cùng McCarthy thông qua dự luật ngân sách tạm thời, giúp chính phủ Mỹ không phải đóng cửa sau hạn chót 30 tháng 9. Một số nhà quan sát chính trị tin rằng Đảng Dân Chủ muốn ông McCarthy giữ được ghế để ổn định tình hình Hạ viện trước khi cơ quan này thảo luận về dự luật ngân sách lớn hơn, đảm bảo hoạt động lâu dài cho chính phủ Mỹ. Nhưng cuối cùng, kịch bản đó đã không thành sự thật. Toàn bộ nghị sĩ Dân Chủ tại Hạ viện ngày 3 tháng 10 bỏ phiếu nhất trí kiến nghị của Gaetz, khiến McCarthy mất chức chỉ sau 9 tháng nắm quyền. Nguyên nhân là do nhiều đảng viên Dân Chủ không còn tín nhiệm ông McCarthy. Không ai tin tưởng Kevin McCarthy, hạ nghị sĩ Pramila Jayapal của Đảng Dân Chủ nói với các phóng viên. Trúng cử vào Hạ viện từ năm 2006, ông McCarthy đã trải qua 12 năm đầu tiên trong sự tín nhiệm của thành viên từ cả hai đảng. Ông thường tập gym tại phòng tập của Hạ viện bên cạnh người từ cả hai phía. Nhưng các đảng viên Dân Chủ lúc này nói rằng họ không còn nhận ra Kevin McCarthy mà họ biết từ khoảng một thập niên trước sau khi ông đã nhiều lần nhượng bộ nhóm đảng viên Cộng Hòa cực hữu. Họ cho rằng ông đã biến thành nhà lãnh đạo vô nguyên tắc, cố bấu víu quyền lực bằng mọi cách. Một số đảng viên Dân Chủ tỏ ra cảm thông với ông McCarthy khi ông phải xoa dịu một nhóm cực đoan cánh hữu. Nhưng họ cũng cho rằng ông đã phải trả giá vì nhiều lần nói lời không giữ lời.
Sau vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021, ông McCarthy đã đổ lỗi cho Tổng thống Donald Trump và kêu gọi thành lập Ủy ban điều tra độc lập. Nhưng sau đó, ông lại làm lành và ủng hộ ông Trump, đồng thời phản đối mở cuộc điều tra vụ bạo loạn. Một số đảng viên Dân Chủ cũng chỉ ra rằng chính ông McCarthy vì muốn nắm quyền đã đồng ý nới lỏng quy định bãi nhiệm Chủ tịch Hạ viện, góp phần đưa đến sự bất ổn cho cơ quan này. Ông ấy đã mang lại sự hỗn loạn cho Hạ viện và giờ lại nói rằng giúp ông giữ ghế là cách chúng ta có thể giải quyết vấn đề đó. Đó là lập luận không thuyết phục, Hạ nghị sĩ Adam Smith của Đảng Dân Chủ nói. Vào tháng 5, ông McCarthy đã đạt thỏa thuận với Tổng thống Joe Biden về vấn đề nợ và ngân sách. Nhưng chỉ vài tuần sau, ông rút khỏi thỏa thuận đó, khi phải đối mặt với áp lực từ các đảng viên Cộng hòa cực hữu, những người nói ông từng hứa sẽ giảm chi tiêu sâu hơn. Đối mặt với hai lời hứa, ông McCarthy đã chọn phe đảng Cộng hòa và ra lệnh cho Ủy ban phân bổ ngân sách của Hạ viện cắt hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù nỗ lực lật đổ McCarthy do đảng Cộng hòa khởi xướng, lãnh đạo phe Dân Chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries vẫn kêu gọi các đảng viên của mình bỏ phiếu ủng hộ kiến nghị của Gates. Trong một tuyên bố được đưa ra trước cuộc bỏ phiếu, Jeffries nói rằng McCarthy đã tự chuốc lấy kết quả này khi dùng vai trò Chủ tịch Hạ viện để phục vụ những kẻ cực đoan trong đảng Cộng hòa. Jeffries đề cập đến 15 vòng bỏ phiếu hỗn loạn tại Hạ viện hồi tháng 1 để bầu McCarthy làm lãnh đạo. Bây giờ, trách nhiệm của các đảng viên Cộng hòa là chấm dứt cuộc nội chiến của họ tại Hạ viện. Do họ không sẵn lòng thoát khỏi chủ nghĩa cực đoan MAGA, Đảng Dân Chủ tại Hạ viện sẽ bỏ phiếu đồng ý với đề xuất phế truất Chủ tịch, ông Jeffries nhấn mạnh, nhắc tới khẩu hiệu Make America Great Again, biến nước Mỹ vĩ đại trở lại, đã trở thành đặc trưng cho chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump. Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, người vắng mặt và không bỏ phiếu, cũng cho rằng những hỗn loạn đang diễn ra bắt nguồn từ Đảng Cộng hòa và không có lý do gì Đảng Dân Chủ phải giúp đỡ McCarthy. Chủ tịch Hạ viện được lựa chọn bởi đảng chiếm đa số, Pelosi viết trên mạng xã hội X. Tại quốc hội này, các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện có trách nhiệm chọn người được đề cử và bầu ra Chủ tịch Hạ viện. Hiện tại, không có lý do chính đáng nào cho việc từ bỏ truyền thống đó. Hạ viện sẽ ổn thỏa. Các nghị sĩ Đảng Dân Chủ đã thể hiện sự đoàn kết cao khi toàn bộ đều làm theo ý kiến của lãnh đạo Jeffries. Một số người đã bày tỏ sự cảm thông với McCarthy, nhưng không ai cảm thấy họ cần phải giúp ông hay Đảng Cộng hòa thoát khỏi mớ hỗn độn do chính họ tạo ra. Trước khi Hạ viện bỏ phiếu, nghị sĩ Patrick McHenry, một đồng minh của McCarthy, kêu gọi Đảng Dân Chủ đưa ra lựa chọn chính trị đúng đắn. Các ngài không thích phe bảo thủ nắm đa số tại Hạ viện và tôi không trách các ngài về điều đó, McHenry nói. Nhưng hãy xem xét kỹ vấn đề này. Nhưng lời kêu gọi đó là không đủ khi nhiều thành viên Đảng Dân Chủ bày tỏ nỗi bất bình với cách thức quản lý của McCarthy. Tôi nghĩ ông ấy có thể là người thiếu nguyên tắc nhất từng giữ chức Chủ tịch Hạ viện, nghị sĩ Dân Chủ bang Virginia Abigail Spanberger nói với các phóng viên trước cuộc bỏ phiếu. Ông ấy khinh thường, lừa dối chúng tôi, không trung thực về quy trình quản lý Hạ viện. Đảng Dân Chủ phải chấp nhận một số rủi ro khi đánh cược rằng Chủ tịch Hạ viện tiếp theo sẽ không tệ hơn McCarthy. Nhưng nhiều đảng viên Dân Chủ tại Hạ viện cảm thấy việc ra tay cứu McCarthy cũng tiềm ẩn những rủi ro riêng. Đây là cuộc nội chiến của Đảng Cộng hòa và họ chưa cho thấy mình có thể nắm quyền, nghị sĩ Dân Chủ Ted Lieu bình luận ngay sau cuộc bỏ phiếu. Hy vọng rằng Đảng Cộng hòa có thể đề cử một người không thất hứa và chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Nghị sĩ Cộng hòa Patrick McHenry hiện được chỉ định làm lãnh đạo tạm thời của Hạ viện. Những cái tên nổi bật trong danh sách ứng viên kế nhiệm McCarthy có lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Steve Scalise, phó lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Tom Emmer và chủ tịch hội nghị Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Elise Stefanik, nhưng tất cả đều ủng hộ McCarthy và nói rằng họ không quan tâm đến việc thay thế ông. Một số nghị sĩ Cộng hòa đã tuyên bố sẽ đề cử cựu Tổng thống Donald Trump làm ứng viên Chủ tịch Hạ viện tiếp theo. Theo quy định, Chủ tịch Hạ viện Mỹ không nhất thiết phải là nghị sĩ đương nhiệm. Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Chủ tịch Hạ viện tiếp theo từ chối làm việc với phe Dân Chủ, Lưu cho rằng còn quá sớm để suy đoán bất kỳ điều gì. Chúng tôi đang cố gắng suy tính xem con đường phía trước sẽ như thế nào, nghị sĩ Pete Aguila, thành viên Đảng Dân Chủ tại Hạ viện, nói với Tam ngay sau cuộc bỏ phiếu. Thật vô cùng đáng tiếc khi chúng ta rơi vào tình huống này, nhưng thực tế là McCarthy đã ở vào tình thế ngặt nghèo ngay từ đầu. Đó là lý do họ phải mất đến 15 cuộc bỏ phiếu để bầu ông ấy, người đã đưa ra rất nhiều lời hứa. Nghị sĩ Dân Chủ Ilhan Omar, người đã bị loại khỏi Ủy ban Đối ngoại Hạ viện vào đầu năm nay, trong một nỗ lực do McCarthy dẫn dắt, cũng bày tỏ nỗi giận dữ với ông. Không đảng viên Dân Chủ nào thực sự muốn giữ McCarthy làm Chủ tịch Hạ viện, bà nói. Nghị sĩ Dân Chủ Adam Schiff, người bị McCarthy chặn khỏi Ủy ban Tình báo Hạ viện hồi tháng 1, cũng chỉ ra rằng McCarthy là người đã bỏ phiếu ủng hộ lật ngược cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, cũng như từ bỏ thỏa thuận ngân sách đã được đàm phán với Tổng thống Joe Biden.
ông ấy là người thường xuyên phản bội lời hứa của mình. Đó không phải là người mà chúng ta nên tin tưởng, giao phó vai trò điều hành, một trong những tổ chức quan trọng nhất đất nước, Sip nhấn mạnh. Chủ tịch lâm thời Hạ viện Mỹ, Hạ nghị sĩ Patrick McHenry đến từ Bắc Carolina, sẽ chủ trì cuộc bỏ phiếu lựa chọn chủ tịch tiếp theo của Hạ viện Mỹ. Hồi tháng 1, ông McCarthy với tư cách là chủ tịch, được yêu cầu nộp một danh sách bí mật cho thư ký Hạ viện Mỹ, theo đó người đứng đầu danh sách sẽ đóng vai trò là chủ tịch lâm thời trong trường hợp vị trí bị trống. Hạ nghị sĩ Patrick McHenry, người đứng đầu trong danh sách bí mật nói trên, trở thành chủ tịch Hạ viện lâm thời. Ông McHenry là một đồng minh mạnh mẽ của ông McCarthy, đóng một vai trò quan trọng trong việc đàm phán thành công vai trò chủ tịch của Đảng Cộng hòa California hồi tháng 1, bằng cách loại bỏ một số người bảo thủ theo đường lối cứng rắn, những người đã bỏ phiếu phản đối sự lãnh đạo của McCarthy mới đây. Dưới thời ông McCarthy, ông McHenry cũng được bố trí làm nhà đàm phán hàng đầu cho các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện nhằm đạt được một thỏa thuận với Nhà Trắng nhằm ngăn chặn việc Mỹ vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, động thái này cũng khiến những người theo đường lối cứng rắn của Đảng Cộng hòa nổi giận. Hôm 30 tháng 9, ông McHenry cũng là người bỏ phiếu đồng thuận với Đảng Dân Chủ về dự luật chi tiêu tạm thời để giữ cho chính phủ Mỹ hoạt động. Trong số các ứng cử viên tiềm năng kế nhiệm cựu chủ tịch Hạ viện McCarthy, ông McHenry là người duy nhất bỏ phiếu xác nhận kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Ông McHenry, 47 tuổi, sinh ra ở Gastonia, Bắc Carolina, nhận bằng cử nhân lịch sử tại Đại học Belmont Abbey và bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình vào năm 1998, sau khi thất bại trong nỗ lực tranh cử vào Hạ viện bang Bắc Carolina. Sau chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ George Bush năm 2000, ông McHenry được bổ nhiệm làm trợ lý đặc biệt cho Bộ trưởng Lao động vào năm 2001. Năm 2002, ông McHenry được bầu vào Hạ viện Mỹ. Hai năm sau, ở tuổi 29, ông được bầu vào Quốc hội, trở thành một trong những nhà lập pháp trẻ nhất vào thời điểm đó. Năm 2015, ông McHenry được chọn làm phó chánh văn phòng Đảng Cộng hòa tại Hạ viện và giữ chức vụ này cho đến năm 2019. Theo New York Times, ông McHenry dường như không muốn đảm nhận vai trò chủ tịch Hạ viện chính thức bởi vì năm 2022, ông đã quyết định không tranh cử vị trí chủ tịch, mà thay vào đó quyết định lãnh đạo Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện, chức vụ mà ông chính thức đảm nhận vào tháng 1 năm nay. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.